Sử dụng nước từ lá trà xanh 50g cho 1 lít nước. Sẽ để cho nước này nguội, phun đều lên toàn cây lan. Thì những lá lan rất là xanh tươi, giúp cho bộ rễ phát triển một cách rất là mạnh mẽ, có được những bông hoa tươi đẹp, lâu tàn và màu sắc sẽ rất là rực rỡ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách chăm sóc lan bằng một loại phân bón hữu cơ mới, giúp cho những cây lan chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà có được những chiếc lá to bóng, xanh tươi tốt, và sẽ góp phần hạn chế được những nấm bệnh và côn trùng gây hại trên lá lan. Và nó sẽ thúc đẩy giúp cho những cây lan chúng ta trồng sẽ có được bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và điều đó sẽ góp phần cho các bạn có được những bông hoa tươi đẹp, lâu tàn và màu sắc sẽ rất là rực rỡ. Cách làm của mình là sử dụng nước từ lá trà xanh để làm phân bón hữu cơ cho cây. Với một cách làm đơn giản, các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Và đối với trà xanh thì các bạn chỉ sử dụng phần lá, và chúng ta sẽ lấy những lá này ra. Nước từ lá trà xanh rất là có ích trong việc các bạn chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà. Lá trà xanh này các bạn sẽ sử dụng khoảng 50g cho 1 lít nước. Các bạn sẽ cho lá trà vào bình đun nước. Sau đó chúng ta sẽ cho 1 lít nước sạch vào. Và các bạn sẽ tiến hành đun sôi lên. Sau khi nước đã sôi thì các bạn sẽ cho vào ly. Và chúng ta sẽ để cho nước này nguội. Thì các bạn sẽ tiến hành pha và chúng ta tưới cho những cây lan hồ điệp. Và sau khi nước đã nguội thì các bạn sẽ cho vào bình phun. Và tương ứng với 1 ly nước trà thì các bạn sẽ cho 10 ly nước sạch. Và sau đó các bạn sẽ phun đều lên toàn cây lan, từ thân, lá, rễ. Và trong nước lá trà xanh có rất nhiều khoáng chất đa trung vi lượng, giống như là canxi, natri, phosphor, mangan, sắt, kẽm. Và trong đó có chứa hai thành phần rất là quan trọng cho cây lan hồ điệp, đó chính là nitơ và kali. Và hơn 40 khoáng chất có trong nước trà xanh là những chất sẽ góp phần chống lại sự oxy hóa và làm cho những cây lan hồ điệp của chúng ta sẽ chậm lão hóa hơn rất là nhiều, và sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp xanh và tươi tốt hơn. Và trong nước lá trà xanh có chứa axit tannic và các chất chống oxy hóa, và nó sẽ điều hòa sinh trưởng cho cây, giúp cân bằng độ pH trong chất trồng và sẽ giúp cho cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh nhất. Và các khoáng chất đó nó sẽ kích thích hóc môn tăng trưởng rất là mạnh mẽ và làm cho những cây lan hồ điệp của chúng ta có thân thì rất là mập mạp. Và do có chứa nitơ thì những lá lan rất là xanh tươi. Vì đạm hay được gọi là nitơ thì nó sẽ góp phần giúp cho cây trong quá trình sinh trưởng và phát triển sẽ rất là tươi tốt. Và trong nước trà nó sẽ có chứa rất là nhiều khoáng chất có lợi cho bộ rễ của cây lan. Nó giống như là chất kích thích sinh trưởng mà các bạn thường hay thấy trong những loại phân bón lá, sẽ góp phần giúp cho bộ rễ của lan hồ điệp phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và điều đó sẽ thúc đẩy cho cây lan sinh trưởng và phát triển rất là tuyệt vời. Và khi các bạn dùng nước trà để tưới cho những cây lan hồ điệp thì chúng ta nên tưới từ dưới mặt lá, tưới lên. Vì dưới lá sẽ tập trung rất là nhiều lỗ khí khổng, sẽ giúp cho cây lan hấp thụ được rất là tốt, và đồng thời cũng sẽ góp phần rửa trôi đi những vi khuẩn nấm mốc gây hại trên cây lan và làm cho cây lan của chúng ta
phát triển rất là nhanh. Khi tưới thì các bạn nên tưới vào thời điểm mát mẻ như là buổi sáng sớm trước 9 giờ và buổi chiều thì không quá 4 giờ chiều. Chúng ta nên hạn chế tưới vào buổi trưa vì thời điểm nắng nóng, và các bạn không được tưới vào buổi tối vì khi chúng ta tưới vào buổi tối thì nước sẽ còn đọng lại trên những kẽ lá và nó sẽ tạo điều kiện cho những vi khuẩn nấm mốc gây hại trên cây lan, làm cho cây lan sẽ chậm phát triển đi. Và khi dùng nước từ trà để tưới cho những cây lan hồ điệp thì một tuần các bạn sẽ thực hiện tưới một lần, và chúng ta nên duy trì thì các bạn sẽ thấy được sự phát triển rất là rõ rệt ở những cây lan hồ điệp này. Và để luân phiên với những lần tưới nước trà thì các bạn vẫn chăm sóc và tưới những cái loại nước khác bình thường. Và để duy trì sự sinh trưởng và phát triển thì trong một tháng các bạn có thể tưới từ 1 cho tới 2 lần để giúp cho những cây lan hồ điệp của chúng ta luôn xanh tươi và phát triển. Và đây là một trong những cách để giúp cho những cây lan mà bị yếu và chậm phát triển sẽ rất là nhanh phục hồi. Và khi tưới thì các bạn hạn chế tưới vào những bông hoa đang nở, vì những cánh hoa này rất là mỏng và khi chúng ta tưới sẽ làm hư bông hoa. Còn những nụ hoa chưa nở hoặc là những mầm hoa đang lên các bạn vẫn tưới được, vì trong trà có chứa rất là nhiều kali, do đó những mầm hoa đã lên thì sẽ rất là cứng cáp và sẽ giúp cho những bông hoa của chúng ta nở sẽ bền màu và lâu tàn rất là đẹp. Và do trong nước trà có chứa rất là nhiều tannin, đó là một cái chất có tính kháng khuẩn rất là cao, sẽ góp phần giúp cho những lá lan đang trong tình trạng bị côn trùng cắn phá hoặc là bị nấm bệnh, thì các bạn sẽ dùng nước trà để chúng ta sẽ hạn chế được rất là nhiều nấm bệnh gây hại trên lá lan hoặc là những loại côn trùng như là kiến, ốc sên sẽ tránh xa những chiếc lá này và làm cho lá lan của chúng ta khi mọc lên sẽ rất là xanh tươi tốt và khỏe mạnh. Chất tannin có trong trà có tính kháng khuẩn cao là những chất mà các bạn thường hay thấy trong những loại sơ dừa vì nó có tính chát, và nó sẽ góp phần giúp cho cây lan của các bạn hạn chế được nấm bệnh rất là hiệu quả. Và do trong trà có chứa kali và phốt pho, khi những đầu rễ đã ra thì những cái đầu hút này rất là mập mạp. Và sự phát triển của lan hồ điệp thì những đầu hút và rễ to sẽ biểu hiện của sự sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ ở cây lan. Và khi đó những chiếc lá non mới ra sẽ rất là xanh tươi và bóng. Và đối với nước trà khi pha xong là các bạn sẽ tưới liền cho cây. Chúng ta không được để qua đêm, vì khi các bạn để qua đêm thì những chất có trong trà sẽ sinh ra tính kiềm, không có lợi cho cây. Và chúng ta sử dụng nước trà thường xuyên sẽ giúp cân bằng độ pH rất là tốt và có lợi cho những cây lan hồ điệp. Và thành phần kali và phốt pho sẽ giúp cho những rễ ở đây sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Vì có chứa phốt pho và kali thì hai thành phần đó các bạn thường hay thấy trong những loại phân bón lá dùng để kích cho mầm hoa phát triển, thì chúng ta nên kết hợp với việc tưới nước trà. Và các bạn treo cây lan ở những nơi có ánh sáng, thoáng gió, thì kali và phốt pho trong nước trà là ở dạng hoàn toàn tự nhiên. Đó là những chất hữu cơ mà cây trồng rất là dễ hấp thụ. Do đó khi các bạn dùng và chúng ta sẽ treo những nơi có ánh sáng vừa, thì những cây lan hồ điệp này sẽ rất nhanh phát huy mầm hoa, cũng sẽ giúp cho những cây lan khi các bạn trồng tại nhà, khi chúng ta chăm sóc có những loại phân bón hóa học hoặc là những thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng trong lá hoặc là thân hoặc là rễ, thì cũng sẽ điều hòa sinh trưởng rất là tốt và sẽ mau lấy lại cân bằng hơn, và nó sẽ giúp cho cây điều hòa sinh trưởng rất là tuyệt vời. Và những khoáng chất đa và trung vi lượng có trong trà là những chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên, do đó các bạn sẽ yên tâm dùng và cây trồng sẽ hấp thụ rất là nhanh và dễ, và sẽ không có sự tồn dư giống như những loại phân bón hóa học mà các bạn dùng để bón cho cây. Và những chất có trong trà sẽ góp phần giúp cho bộ rễ phát triển mạnh mẽ và những chiếc lá thì xanh tươi tốt. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện thể theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong việc trồng và chăm sóc lan hồ điệp tại nhà.